sáng ngày 21 tháng 4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện An Phú tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ trì hội nghị. Trong quý 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã bám sát chỉ đạo của quyền quỹ, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác. Cụ thể, tổng dư nợ thực hiện đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 là 365.345 triệu đồng, tăng 2.113 triệu đồng so với năm 2022. Số khách hàng còn dư nợ là 16.000 khách hàng. Số tổ tiết kiệm và dây vốn là 329 tổ trong đó dư nợ nguồn trung ương là 354.262 triệu đồng, tăng 1.180 triệu đồng và dư nợ nguồn địa phương là 11.083 triệu đồng, tăng 933 triệu đồng so với đầu năm. Riêng quý 1 năm 2022, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyện đã phân bổ nguồn vốn cho dây kịp thời 260 hộ với số tiền 16.720 triệu đồng, trong đó hộ nghèo 790 triệu đồng, hộ cận nghèo 4.590 triệu đồng, hộ thoát nghèo 3.176 triệu đồng, học sinh sinh viên 225 triệu đồng, nước sạch vệ sinh môi trường 6.115 triệu đồng và giải quyết việc làm 1,74 triệu đồng. Sau khi hộ dây tiếp cận được nguồn vốn dây, đã phát huy được hiệu quả kinh tế gia đình, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tại hội nghị, các xã thị trấn và các ngành đoàn thể quyền cũng có một số ý kiến như củng cố các tổ tiết kiệm và dây vốn, công tác bình xét cho dây và phân bổ nguồn vốn dây cho các địa phương, về việc thu tiền các hộ dân, dây các nhà trong cụm tuyến dân cư, giải quyết xử lý các hộ nợ quá hạn, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho hộ dây chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn dây, kiểm tra hoạt động của tổ tiết kiệm và dây vốn và đánh giá chất lượng hoạt động của tổ kịp thời. Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Thanh Phương. Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị, Ngân hàng Chính sách xã hội quyện, ghi nhận những kết quả đạt được trong quý I. Đồng thời, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị, Ngân hàng Chính sách xã hội quyện, yêu cầu các xã thị trấn ra soát các đối tượng tiếp cận nguồn vốn dây, đặc biệt là ra soát nhận diện đúng đối tượng thụ hưởng để thực hiện giải ngân kịp thời ngay sau khi được phân giao kế hoạch thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi theo kế hoạch số 11 trên NQCB của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho hộ dây chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi, kịp thời giải ngân các nguồn vốn dây cho người dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn dây, thực hiện tốt công tác phân loại nợ để có giải pháp thu hồi vốn hiệu quả, củng cố kiện toàn các tổ tiết kiệm và dây vốn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy tốt hiệu quả các nguồn vốn cho dây với mục tiêu tăng dư nợ và giảm nợ quá hạn trong quý 2 và những năm tiếp theo.